thầy bò. Như vậy khi chúng ta chèn thi bò thì các bạn sẽ quan tâm dùm cho thầy là mình sử dụng bao nhiêu cột, bao nhiêu vòng. Như vậy đối với bảng của bài tập 1 này là mình có bao nhiêu cột? 5. Bao nhiêu vòng? Cái này quá dễ. Đối với bài tập 2 mấy cột nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cột. Tổng cộng là 7 cột. Còn cái chỗ này là mình ghép nó lại. Bao nhiêu vòng? 6 vòng. Đúng rồi. Tất nhiên mình chèn 5 cũng được, sau đó mình chèn thêm hoặc là mình chia ra. Nhưng mà nếu như chúng ta chèn ngay từ đầu thì chúng ta chèn 7 cột và 6 vòng. Ví dụ đối với bảng này thì mình chèn bao nhiêu cột, bao nhiêu vòng? 3 cột. Mấy vòng? 7 vòng. Đúng rồi, 2 vòng. Chúng ta chỉ cần 2 vòng là được. Bởi vì vòng đầu tiên là chúng ta gõ cái này, cái vòng của table chứ không phải là cái vòng để mình gõ chữ. Cho nên các bạn chú ý nó hơi khác tí xíu. Và chúng ta sẽ làm nhanh cái bảng này. Bảng này thôi ha. Còn bảng trên thì quá dễ rồi. Như vậy các bạn kết quả học tập, chúng ta sẽ vào và chúng ta sẽ chèn về phần insert. Đấy, các bạn chèn table ở đây. Như vậy khi chúng ta chèn table, các bạn có thể kéo chuột để các bạn đưa ra chiều ngang là bao nhiêu cột, và kéo xuống chiều dọc là bao nhiêu vòng. Và nó chỉ có tối đa cho các bạn là 8 vòng và 10 cột thôi. Nếu mà chúng ta cần nhiều hơn thì chúng ta phải vào insert table. Chúng ta chèn bao nhiêu cũng được cả. Chúng ta click chuột vào đây, hoặc là chúng ta gõ số vào, nó sẽ cho chúng ta chèn 63 cột. Dòng hình như chưa thấy dừng. Ok, chúng ta muốn chèn bao nhiêu cũng được ha. Như vậy thì các bạn sẽ chèn ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dòng và 7 cột và 6 dòng. Insert 7 cột 6 dòng. Ok. Và đối với lại điểm, rồi học kỳ 1, học kỳ 2, trung bình. Như vậy chúng ta chỉ có quan tâm đến chỗ này nè, số thứ tự. Số thứ tự ha. Họ tên phái. Họ tên. Như vậy sau khi các bạn gõ ở một ô xong, các bạn nhấn phím tab là nó nhảy đến ô tiếp theo. Tên phái. Rồi ở đây nguyên cả cái đoạn này thì nó là điểm, đúng không nào? Điểm. Thì các bạn sẽ click chuột phải và các bạn chọn merge cell. Merge cell. Merge là gom lại. Thì cả ba ô này nó đã còn một ô duy nhất. Điểm. Và chỗ này chúng ta có gõ gì hay không? Thực chất chỗ này nó là hai ô mà gom từ trên xuống dưới đấy các bạn. Chúng ta gom hai cái này, click chuột phải, merge cell. Và ở đây tiếp tục, chúng ta nếu như cần thì chúng ta click chuột phải, merge cell tiếp. Còn không các bạn nhấn cho thầy F4. F4 tức là lặp lại cái công việc trước đó. Vì lúc trước đó chúng ta làm gì? Merge cell. Và tương tự như vậy, tên phái, chúng ta làm vậy nó sẽ nhanh. Được chưa? Rồi chỗ này là học kỳ 1, học kỳ 1, học kỳ 2, trung bình. Bây giờ cái chữ này nó nằm ở trên chứ không phải nằm giữa, thì chúng ta làm sao? Chọn cả những ô này, click chuột phải, chúng ta chọn cái table properties cell
Các bạn thấy nó nằm giữa đây, center. Ok, nhưng nó cũng chưa nằm giữa theo trục đứng, thì chúng ta sẽ chọn center ở đây một lần nữa, thì nó vô giữa ở đây. Đấy, như vậy là chúng ta đã làm xong cái table của bài tập 2. Còn nội dung thì các bạn gõ vào thôi. Rồi chỗ này kênh giữa, kênh trái, rồi kênh giữa vân vân, thì các bạn sẽ kênh giống như lúc nãy thầy hướng dẫn. Đối với lại bài table 3, chúng ta có 3 cột và 2 dòng. Chúng ta sẽ insert vô đây 3 cột và 2 dòng thôi. Và chúng ta sẽ điều chỉnh kéo cái cột này lui lại, đó là độ dài. Kéo cột này tới, xin lỗi, đó là độ rộng của cột. Chúng ta có thể điều chỉnh ở đây. Độ cao chúng ta có thể điều chỉnh ở đây. Và nếu như trong quá trình làm mà các bạn thấy là mình thiếu dòng của table, thì các bạn có thể đặt con trỏ ở cuối bảng, các bạn nhấn tab, tab thì nó sẽ nhảy, nhảy thêm dòng. Và các bạn click chuột phải thì các bạn có delete, round, xóa, xóa dòng, delete. Như vậy mình quay trở lại mình chỉ có 2 dòng. Và tương tự như vậy, các bạn click chuột phải, các bạn insert thì nó hỏi rằng bạn insert cái cột này phía bên trái hay bên phải cái cột mà đang chọn, tùy chúng ta. Và tuy thế mình đang chọn là chọn cột, nhưng nó vẫn cho phép mình insert dòng. Nó là insert dòng ở phía trên hay là insert dòng phía dưới, đó tùy. Bây giờ chúng ta sẽ vô làm cái nội dung bên trong. Chúng ta copy cái Unicode này cho nó nhanh. Ctrl C. Đó, rồi cái Unicode, cái chữ gì, chữ này là chữ C, copyright. Thì các bạn có thể chọn ở insert symbol và chữ C ở đây. Nếu như những ký tự mà không thấy thì các bạn chọn more symbol, các bạn vô các bạn tìm. Rồi, như vậy chúng ta đã xong cái phần mà chèn cái Unicode, Ctrl E cho nó vô giữa. Rồi cả cái đoạn này, bây giờ các bạn chú ý là cái này là Tab Stop. Ok, Ctrl C, chúng ta sẽ chèn vào đây. Rồi, chỗ này, chữ này không phải là chúng ta gõ dấu trừ vô nhé, mà chúng ta sẽ chèn một cái gọi là Tab Stop, là cái ngay ở góc phía trên này. Chúng ta lấy chuột vô đây. Nếu như chúng ta tab lại nó nhảy qua ô tiếp theo mất rồi. Vậy chúng ta nhấn Ctrl Tab. Chúng ta nhấn Ctrl Tab nha. Từ đây các bạn nhấn cho thầy Ctrl Tab. Nó nhảy đến đúng cái vị trí này. Nhưng mình không thấy cái dấu gạch gì hết. Thì các bạn double click vô đây. Mình set cho nó là số 3, tức là có dấu trừ. Ok. Tương tự như vậy đối với lại những cái ở dưới, bởi vì cái này là do thầy copy qua cho nên nó có sẵn. Còn nếu mà chúng ta mới gõ vào thì nó không có rồi. Đó, giả sử trường hợp này là chúng ta mới gõ vào nè, chưa có gì hết nè. Đó, thì chúng ta copy con cái định dạng xuống bằng cách là hôm trước chúng ta có hướng dẫn là gì? Dùng cây chổi hoặc là Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Và bốn cái dòng này mình copy xong thì nó đã có dấu tab rồi nè. Lúc nãy không có. Bây giờ mình sẽ nhấn Ctrl Tab. Ctrl Tab, Ctrl Tab, nó sẽ tự động nó nhảy đúng cái vị trí mà chúng ta đặt cái tab. Và phía trước này nó có cái dấu tích, thì chúng ta sẽ chèn cái dấu tích này vào.
bằng cách là các bạn chọn Fillet. Fillet ha, cái dấu tích này nè, nhưng mà nó có khung luôn, thì chúng ta chọn Symbol, đi tìm. Không có ở đây thì các bạn sẽ chọn trong cái font Winding. Đây, được chưa? Font Winding. Rồi các bạn chọn cái gì nữa nào? Color, màu. Người ta chọn màu xanh đúng không nào? Ok. Rồi, do là lúc nãy mà mình copy qua đó thì nó sẽ hiểu là Shift Tab, cho nên nó chỉ có chọn có một em này thôi. Vậy thì chúng ta sẽ delete lên, enter xuống lại, nhấn delete, nhấn backspace đó. Nếu mà thầy đang đứng con trỏ ở đây, enter xuống lại, tức là xóa về trước á, enter xuống lại. Đấy, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần là Fillet. Màu của lúc nãy mình, xin lỗi thầy, chọn này không đúng rồi. Font color chỗ này mới đúng à. Rồi, ok. Thấy chỗ này màu xanh chưa? Đấy. Rồi, bây giờ cái chữ nào nữa nào? Chữ Unicode, 2 chữ C, 3 chữ C. Và cái này nó từ đây nó lên đến trên này luôn. Thì chúng ta chọn hai ô này, Merge Cell. Đâu? Ở giữa. Ừ, rồi, ok, Merge Cell. Bên này tương tự, Merge Cell. Và chúng ta chọn chữ C, Ctrl C, copy, dán vô đây. Như vậy chữ của chúng ta nó chưa có đứng lên. Vậy thì chúng ta sẽ lấy chuột phải, chúng ta chọn Test Direction, tức là cái hướng mà chữ nó sẽ đứng, ngang hay là đứng. Thì ra cái này nó ngắn quá, nó không đủ vị trí để nó chèn. Thì chúng ta enter ra nè, có khoảng trống đây nè, thấy không? Có khoảng trống thì các bạn chỗ này về đầu, enter. Chỗ này dư, xóa đi, enter, enter, xóa. Như vậy cuối cùng là mình đã có được Unicode rồi. Cho nó canh giữa, mình cũng tương tự như vậy, mình click chuột phải, mình chọn là gì, canh giữa đấy. Và chúng ta sẽ copy cái này qua đây. Tất nhiên là nó cũng giống như cũ ha, mình cũng phải format lại. Format lại được không? Mình sẽ làm gì? Chọn Test Direction. Và bây giờ cho nó xoay, xoay xuống. Click chuột phải, chọn Cell, kênh giữa. Rồi, kênh giữa rồi. Ok. Như vậy thì về Test là mình đã xong. Bây giờ về màu, màu xanh, xanh xung quanh hết. Rồi ở giữa này là màu cam. Một em chỗ này mình lấy chuột phải, các bạn chọn Table, hoặc là các bạn chọn ở đây Border Shading. Nó giống như cái bài trước, chúng ta chọn Shading và chọn màu xanh. Và chú ý, nó hỏi là áp dụng cái này cho ai. Nếu như các bạn để là Table thì tất cả đều xanh hết. Còn nếu như các bạn chọn là Cell thì chỉ có cái ô này xanh thôi. Còn nếu như mà bạn chọn khác tí xíu, bạn chọn là Paragraph thì quay lại nó giống như cái bài trước của chúng ta, là nó chỉ canh đoạn thôi. Và đối với phần này, đoạn là left ending nằm đây, right ending nằm đây, cho nên nó, các bạn thấy nó thiếu nè. Thấy không?
Còn nếu trong trường hợp mà mình chọn là sell thì nó sẽ tô hết luôn cả cái ô đấy luôn, nó không bị thiếu ở đây. Đấy, F4 mình tô cho nó nhanh. Rồi cái cung này mình sẽ tô màu cam vô đây. Sell. Rồi, còn gì nữa không? Màu, màu của viền bỏ hết, không có màu viền. Thì các bạn chọn ở ngay góc này, nó có cái biểu tượng là dấu mũi tên 4 chiều. Các bạn click chuột vô đây. Về phần kẻ khung, ở bên cái bài học sau á, các bạn sẽ thấy kẻ khung. Bây giờ với cái phần này mình chọn là no border, không có khung gì hết, nghĩa là mình chỉ thấy như vậy thôi. Đấy, như vậy các bạn sẽ tham khảo hai bài. Một là bài này với lại cái bài mà lúc nãy thầy có giới thiệu trước á, thì hai đường link.